Hello, xin chào tất cả anh em. Chiều nay Hữu lại xuống xưởng và hôm nay sẽ review cho anh em một mẫu vỏ súc mới ra bên Hữu nha. Và tới đây Hữu cũng sẽ san lắp thành phẩm luôn. Nhưng mà điều đặc biệt á, đây là một trong những mẫu vỏ súc 50 mà anh em nào đã chơi hàng bãi trong thời gian qua rất nhiều, không xa lạ gì nó về hiệu ứng chất âm rồi là cái tính đa năng của nó nha. Thì bây giờ để Hữu đẩy cái này vào và Hữu sẽ làm video review chi tiết cho anh em mẫu vỏ súc hôm nay có Hữu nha. Mẫu vỏ súc SVK118SH. Mẫu sản phẩm đấy là súc đơn 50 SVK118S. Như anh em thấy ở đây là SVK118S. Đây là một mẫu súc đa năng. Những anh em nào làm trong nghề âm thanh nhiều thì đã biết cái mẫu này nó ở dưới dạng là súc bãi. Tiếng rất là hay, chất tiếng rất là hay nhá. Nó rất là nhỏ gọn. Nhưng cơ bản là thể tích hơi được bên Hữu nghiên cứu đảm bảo cái thể tích hơi cho nó để đạt cái hiệu ứng cao nhất khi chúng ta lắp loa vào. Đầu tiên là mời anh em tham quan cái nước sơn của nó. Vẫn là một trong những nước sơn quen thuộc bên Hữu thôi. Sơn gai trong xước, độ phủ rất là dày. Anh em có thể quan sát cái lớp sơn gai của nó đây. Gai nổi rất là đẹp ha. Gai nổi vô cùng đẹp. Rồi ở đây là chúng ta sẽ có hai cái cấu trúc đường thông hơi. Thứ nhất ở trên này là một lỗ thông hơi ra phía trên này. Thứ hai là ở dưới có hai lỗ thông hơi. Và bên Hữu làm luôn cái lưới để khi anh em ta sử dụng thì nó tránh được các cái chuột, mèo hoặc là các cái côn trùng đi vào trong, nó làm hỏng cái thiết bị của chúng ta phía trong. Ở trên này là cái chén của nó. Cái chén thì bao gồm là rất nhiều cái cạnh nhỏ đây. Khi chúng ta đặt cái chân loa vào để chúng ta lắp thêm một cái loa phun ở trên thì nhờ những cái khía cạnh nhỏ này nó sẽ làm cho cái chân loa chúng ta rất là chặt. Đấy, anh em có thể quan sát đây là cái viền mà CNC để lắp cái chén vào nó rất là vừa và gần như là bằng phẳng luôn, không có cái độ dư. Mẫu này là cái thẩm mỹ rất là đẹp bởi vì Hữu trực tiếp KCS nó. Với mẫu nhỏ gọn này thì anh em ta có thể hình dung được, một là cái mẫu súc này chúng ta có thể lắp cho phòng karaoke. Lắp phòng karaoke thì nó sẽ cho được chúng ta cái tiếng bass rất là sâu. Thứ hai là chúng ta có thể làm show. Đấy, đây là một trong những cái mẫu súc đa năng. Và thứ ba chúng ta có thể là đánh ở trong cái dàn âm thanh gia đình. Rồi các quán cà phê acoustic, phòng trà chúng ta đều dùng cái mẫu này được. Nó nhỏ gọn nhưng mà cái chất âm nó rất là sâu và lực đánh nó rất là tốt. Phải nói đây là một trong những cái mẫu súc mà trong quá trình thí nghiệm nó và nghiên cứu để tune tất cả các cái hiệu ứng của nó thì Hữu đánh giá rất cao về cái mẫu này. Anh em nào đã từng trải nghiệm cái những cái hàng bãi đó, thì đã biết cái mẫu súc này là một trong những mẫu súc mà có thể nói là nhỏ gọn nhưng mà cái tiếng của nó rất là đặc biệt, hiệu ứng rất là tốt. Chúng ta quan sát phía sau, đây là trạm, chỗ lắp trạm loa. Đấy, rất là nhỏ gọn và đẹp. Hai bên này chúng ta sẽ có hai cái tay nắm. Và với cái mẫu súc này thì mỗi bên chỉ cần một người và hai tay bỏ vào để chúng ta để xách nó đi được. Vận chuyển rất là tiện lợi, di chuyển rất là nhẹ nhàng. Rồi lắp được trên rất là nhiều cấu hình âm thanh sự kiện ngoài trời, âm thanh karaoke và âm thanh gia đình, âm thanh phòng trà acoustic, âm thanh cà phê acoustic đều rất là hợp lý nha. Và điều đặc biệt là nếu như anh em thấy video này có Hữu hay thì chúng ta cùng đăng ký kênh để chúng ta cùng có cơ hội để gửi tới nhau những cái hình ảnh, những sản phẩm mới nhất trong âm thanh loa đài. Và đặc biệt là chúng ta có thể là giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với nhau nha. Và nhớ cho Hữu xin một like, động viên Hữu nha. Xin chào tất cả và hẹn gặp lại. Rồi, ok.